Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Nếu đã là fan của thể loại dark comedy, chắc hẳn các bạn cũng chẳng còn xa lạ với cái tên Tim Burton, một trong những bậc thầy stop motion đứng sau không ít các tác phẩm kinh dị nổi tiếng. Và nếu để chọn ra bộ phim có thể nói lên hết những nét cá tính đặc biệt của vị đạo diễn này, tớ sẽ không ngần ngại đề cử Corpse Bride, một bộ fantasy animation mà sau gần 2 thập kỷ ra mắt vẫn luôn là bảo chứng đáng giá cho dấu ấn làm phim của Tim Burton. Trong video này, hãy cùng Way to Way tìm hiểu câu chuyện được kể trong Corpse Bride nhé. Let's go! Corpse Bride lấy bối cảnh tại nước Anh vào thế kỷ 19, mở đầu bằng cuộc hôn nhân sắp đạt giữa Victor Randolph, con trai của cặp vợ chồng tiểu thương mới đổi đời nhờ nghề bán cá, và Victoria Everclough, cô tiểu thư của gia đình quý tộc danh giá đang đứng trước nguy cơ phá sản. Dẫu tưởng hai nhân vật chính của chúng ta sẽ bất mãn trước buổi xem mắt đầy toan tính này, thế nhưng cả Victor và Victoria đều tìm được sự đồng điệu ở đối phương. Khi Victor ngẫu hứng đàn lên bản nhạc dưới tiền sảnh nhà Everclough, Victoria đã bị chính những giai điệu ấy thu hút và tìm đến anh. Có lẽ cặp đôi trẻ đã nhanh chóng phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu. Tuy vậy, mọi thứ lại không hề suôn sẻ như tình cảm của họ. Vì quá lo lắng nên không thể nhớ được lời tuyên thề trong lễ cưới, Victor đã phải ra sức học thuộc nó trước thái độ không hài lòng của bố mẹ Victoria. Và thật không may, khi đang lang thang trong rừng để tự tập luyện cho hôn lễ, anh chàng đã vô tình cầu hôn Emily, một cô dâu bị sát hại ngay trong ngày cưới và luôn chờ đợi tình yêu của đời mình ngay cả khi đã chết. Victor trở thành vị hôn phu bất đắc dĩ của Emily và bị cô kéo xuống cõi âm, nơi chỉ có anh là người duy nhất còn sống. Kể từ đây, hàng loạt tình tiết giở khóc giở cười được mở ra, kéo theo diễn biến về số phận của các nhân vật. Đầu tiên, các bạn có thể thấy phần lớn thời lượng của Corpse Bride được đặt dưới điểm nhìn của Victor. Điều đó đồng nghĩa với việc anh chính là nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Được khắc họa dưới hình tượng một chàng trai trẻ rụt rè, có chút vụng về và cam chịu, sở hữu khả năng chơi piano điêu luyện, trái ngược với xuất thân có phần thấp kém, Victor tạo được thiện cảm với người xem ngay từ những phân cảnh đầu tiên. Đây hẳn là một chàng trai điềm đạm và đáng tin mà chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống. Thế nhưng đã là nam chính trong phim của Tim Burton thì đâu chỉ có vậy. Cốt truyện đã đẩy Victor vào vô vàn những trớ trêu, từ việc bị gia đình thông gia rẻ bỉu cho đến mắc kẹt trong cuộc tình tay ba với hai người con gái, một còn sống và một đã chết. Tất nhiên, như bao người bình thường khác, khi bỗng dưng trở thành chú rể của một xác chết, nam chính của chúng ta hẳn đã vô cùng sợ hãi và luôn cố tìm cách quay trở lại dương thế. Anh từ chối tình cảm từ Emily và coi sự chân thành của cô như một lời nguyền đeo bám mình. Thậm chí, Victor đã lừa dối Emily để đến gặp Victoria. Dù vậy, chúng ta cũng không thể ghét bỏ anh, mà còn có đôi chút đồng cảm với cách phản ứng đó. Chàng trai ấy còn trở nên đáng mến hơn khi anh dần mở lòng với Emily. Anh trò chuyện, tiếp xúc với cô một cách tự nhiên, chẳng còn ghê sợ cơ thể không lành lặn của cô như trước. Kể cả khi nhãn cầu rơi xuống từ gương mặt Emily, Victor cũng ân cần đặt lại nó vào hốc mắt cho cô. Hành động ấy nói lên sự cảm thông, rằng anh đã thực sự coi cô là bạn. Victor cũng rất để ý đến tâm trạng của Emily. Anh xin lỗi và xoa dịu cô, trong khi chính anh cũng đang bị cô trói buộc. Ta đều thấy được, tận sâu trong Victor là một phẩm chất tử tế, anh trân trọng xúc cảm của mọi người, kể cả khi đó là một xác sống. Không chỉ với Emily, cách Victor thể hiện tình cảm với Victoria cũng rất đỗi chân thành. Anh nâng niu cành hoa Victoria tặng vào ngày đầu ra mắt, mỗi suy nghĩ của Victor trong đêm diễn tập trước hôn lễ đều mang hình ảnh của cô. Người đầu tiên anh tìm đến khi trở lại dương giới cũng là Victoria. Hay khi nghe người đánh xe ngựa thông báo về việc cô sẽ kết hôn cùng người khác, Victor đã rất bàng hoàng và suy sụp. Có thể nói, tình cảm anh trao gửi cho Victoria khi ấy không còn là tiếng sét ái tình nữa. Nó là thứ tình yêu thủy chung, chân thành và rất đỗi thiêng liêng. Vậy liệu Victor có thực sự yêu Emily? Nếu không, sao anh lại chấp nhận dã từ cõi đời để kết hôn với cô? Mình nghĩ không ai trong số chúng ta có thể khẳng định hay gạt bỏ cảm xúc của Victor dành cho Emily. Bởi lẽ anh cũng có một nội tâm riêng mà người xem không thể phỏng đoán. Xét theo góc nhìn cá nhân của mình, Victor có yêu Emily nhưng không giống như cách cô yêu anh. Tình yêu của anh xuất phát từ sự thương cảm và đức hy sinh. Cũng không ít ý kiến nhận định rằng, trong lúc tuyệt vọng, anh đã vô tình nghe thấy pháp sư L giải thích với Emily rằng anh sẽ chết nếu cả hai muốn ở bên nhau. Và Victor đã bằng lòng với cái chết để được cưới Emily như một phương án thay thế cho cuộc hôn nhân dang dở của mình với Victoria. Mình nghĩ quan điểm này không hoàn toàn đúng, vì việc từ bỏ sự sống để cưới một thây ma chẳng phải sự lựa chọn dễ dàng với bất cứ ai, trừ khi lý do phải xuất phát từ thứ tình cảm thực sự cao cả. Và đó chính là Emily, anh mong muốn được giải thoát cho cô khỏi khoảng thời gian vô vọng.
Anh muốn cô tìm thấy tình yêu mà cô vẫn hằng chờ đợi. Sự tha thiết của cô gái trẻ ấy đã lay động tâm hồn đa cảm của Victor, khiến anh sẵn sàng uống ly rượu độc để gắn bó với cô như một người thân, một người tri kỷ. Xuyên suốt tác phẩm, ta có thể thấy rõ cô dâu ma Emily là nhân vật được khắc họa rõ nét nhất, từ ngoại hình đến tâm lý, nên dù đại diện cho yếu tố kinh dị của bộ phim, khán giả vẫn dành cho cô sự thấu hiểu và thiện cảm. Ấn tượng sâu sắc nhất của mình ở Emily chính là sắc đẹp, cho dù da thịt chẳng còn nguyên vẹn, cơ thể tím tái đang ngày một phân hủy cũng chẳng thể lu mờ đi nét quyến rũ của Emily. Một dáng hình mỏng manh uyển chuyển trong bộ váy cưới, mái tóc buông dài bồng bềnh, cùng đôi môi căng tràn và cặp mắt to tròn. Xinh đẹp là thế, nhưng Emily cũng chính là minh chứng cho câu nói hồng nhan bạc mệnh. Vì lỡ trao gửi tình yêu cho một kẻ tệ bạc, cô đã bị chính hôn phu sát hại và nhận cái kết bi thảm ngay trong ngày cưới của mình. Để rồi Emily cứ ôm trong lòng nỗi đau cùng chấp niệm về tình yêu, ngay cả khi đã bị chôn vùi trong tấc đất lạnh lẽo. Trái ngược với số phận bi thương, nội tâm Emily lại vô cùng lương thiện và ngây thơ, đến nỗi cố chấp khi một mực tin tưởng vào tình yêu, dù nó chính là thứ đã kết liễu mạng sống của cô. Emily khơi dậy trong khán giả những cảm xúc đơn thuần nhất ở một cô gái trẻ. Cô bay bổng khi hòa mình vào âm nhạc, cô bồi hồi khi ngắm nhìn ánh trăng sau quãng thời gian dài đằng đẵng vùi mình dưới nấm mồ, hay khi cô bật khóc vì ghen tị với trái tim của Victoria. Cô ấy có gì hơn mình chứ, ngoài một trái tim vẫn đập điên hồi. Emily như nhắc nhở người xem rằng, dẫu không còn sự sống, tâm hồn của cô vẫn nhạy cảm và nồng ấm như một thiếu nữ đang yêu. Khác với thứ tình cảm không thể gọi tên của Victor, tình yêu Emily dành cho anh rất mãnh liệt và da diết. Trái tim cô được lấp đầy bởi khao khát tình yêu ấy, để rồi lại thổn thức, tự chất vấn bản thân rằng liệu trái tim có thể tan vỡ ngay cả khi nó đã ngừng đập. Dù mù quáng, dễ tổn thương đến vậy, nhưng tận sâu trong Emily vẫn là sự thánh thiện và bao dung. Cô vui mừng khi Victor đồng ý tổ chức đám cưới với mình, nhưng giây phút bắt gặp ánh nhìn của Victoria, Emily lại lý trí buông tay người mình yêu. Giấc mơ của em đã bị tước đoạt, và giờ em lại đang cướp đi giấc mơ của người khác. Hơn ai hết, Emily thấu hiểu nỗi đau khi một cô dâu mất đi hạnh phúc của đời mình. Khoảnh khắc nhìn thấy Victoria trong bộ váy cưới, cô như nhìn thấy chính mình, hiểu ra rằng hạnh phúc của cô sẽ mang đến nỗi bất hạnh tột cùng cho Victoria. Emily đã từng tuyệt vọng và cô sẽ không để điều đó lặp lại với người con gái khác. Em yêu anh Victor, nhưng anh không thuộc về em. Và cho đến cuối cùng, Emily đã mạnh mẽ để vị hôn phu của mình ra đi, vì cô yêu Victor. Và cũng vì cô không cam lòng nhìn Victoria chịu đựng sự mất mát như cô đã từng. Phân cảnh Emily trả lại nhẫn cưới cho Victor và ném bó hoa cưới về phía Victoria như một lời chúc phúc cho cả hai. Khẳng định rằng cô đã hoàn thành tâm nguyện mà bản thân ngày đêm mong ước. Tâm nguyện ấy dẫu có ngắn ngủi cũng đủ bù đắp lại những bi kịch chồng chất trong cô. Có thể các bạn cho rằng Emily xứng đáng với cái kết viên mãn hơn. Vậy nhưng đối với mình, điều Emily cần không chỉ là tình yêu. Cô đã sống trong hình hài sắc chết quá lâu. Hơn tất cả, cô cần sự giải thoát. Và mình tin rằng Emily sẽ lại yêu và được yêu, nhưng bởi một người khác, ở một cuộc đời khác. Emily bước khỏi lễ đường, thanh thản hòa mình vào ánh trăng, tan biến thành hàng trăm nghìn cánh bướm. Mọi u uất đã từng giày vò Emily cứ thế trôi vào hư không, và một sự sống mới sẽ lại đón lấy cô. Khá đông khán giả cho rằng so với Emily thì Victoria quá mờ nhạt và không đủ ấn tượng. Thế nhưng quan điểm của mình thì khác hoàn toàn. Đối với Emily là một xác sống nên không có gì có thể ràng buộc được cô. Có lẽ do vậy nên nét tính cách của cô có phần vượt trội hơn. Ở phía đối lập, ngay từ những cảnh mở đầu, ta đều có thể thấy được Victoria bị kìm kẹp trong hàng tá phép tắc gia môn và sự quản lý gắt gao của cha mẹ. Đến nỗi ngay cả hôn nhân của cuộc đời mình cũng chẳng có quyền quyết định. Thậm chí, ông bà Everclough còn mang đám cưới của con gái ra như một cuộc đổi trác, hòng cứu lấy cơ nghiệp sắp bại hoại. Ngay khi biết Victor không thể cử hành hôn lễ, họ lập tức đổi cho Victoria một chú rể khác, bá tước Barkis. Họ gả cô đi chỉ vì tiền, vì thế miễn có tiền thì lấy ai trả được. Liệu cô tiểu thư đoan chính, lễ phép như Victoria có chấp nhận sự sắp đặt đó? Câu trả lời là không. Cô ra sức thuyết phục cha mẹ rằng Victor còn sống và cô đã gặp được anh. Ngay cả khi bị bọn họ nhốt trong phòng ngủ, Victoria cũng chẳng ngần ngại leo khỏi cửa sổ, trốn ra ngoài tìm sự giúp đỡ trong một đêm mưa gió. Chẳng còn hình ảnh cô gái nhỏ khép nép, khuôn mẫu như ở đầu phim, Victoria lúc này cho thấy rõ sự can đảm và đức tin tuyệt đối vào tình yêu với Victor. Vì anh,
cô sẵn sàng bảo vệ cuộc hôn nhân của cả hai, bất chấp bị cha mẹ ngăn cấm. Hay khi sắp hoàn tất đám cưới với Barkis, cô thẳng thừng tiết lộ mục đích của cuộc hôn nhân, rằng hắn cũng chẳng khác gì nước cờ cứu lấy sự nghiệp sắp đổ bể của gia đình cô. Mặc kệ sự đe dọa của tên bá tước, cô gái ấy vẫn mạnh mẽ và gai góc. Kể từ thơ bé, em đã mơ về đám cưới của chính mình, em luôn nuôi hy vọng tìm được người em yêu sâu đậm. Và đến đây chúng ta đều có thể thấy, cả Emily lẫn Victoria đều có đôi nét tương đồng. Họ đều là những cô gái trẻ thuần khiết say mê những nốt nhạc của Victor, đều trung thành với một mối tình duy nhất. Và hơn hết, họ kiên định vượt qua mọi rào cản để theo đuổi nó. Chỉ khác Victoria và Emily thuộc về hai thế giới khác nhau mà thôi. Được chuyển thể từ chuyện dân gian Do Thái, kết hợp với lối kể chuyện vừa dị vừa thơ của Tim Burton, Cosby dẫn dắt người xem vào thế giới giả tưởng đầy màu nhiệm. 77 phút của bộ phim được hòa trộn nhịp nhàng giữa yếu tố kinh dị, lãng mạn và những chi tiết hài hước rất duyên dáng, khiến người xem được trải nghiệm hết mọi cung bậc cảm xúc. Để đạt được điều đó, Tim Burton và các cộng sự đã vận dụng tối ưu công thức sáng tạo của mình để hoàn thiện những thước phim hấp dẫn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Đi ngược lại với những câu chuyện tình cảm thường được kể bằng tông màu hồng tươi sáng, Tim Burton lại chẳng ngại phủ lên Corpse Bride bối cảnh ảm đạm và u ám. Đã vậy, vị đạo diễn còn lựa chọn cái chết để truyền tải thông điệp tình yêu. Nhưng không vì thế mà bộ phim đánh mất đi chất thi vị. Trái lại, nét lãng mạn trong Corpse Bride lại rất ma mị và lôi cuốn. Thế giới của Victor lạnh lẽo và trầm buồn, bao trùm bởi hai tông màu đen trắng, trái ngược hoàn toàn với cõi âm ngập tràn màu sắc, tươi vui của những xác chết. Đây hẳn là ẩn ý tinh tế của các nhà sản xuất khi nhấn mạnh hai chủ thể trung tâm là sự sống và cái chết, một cách truyền tải nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấn tượng. Phong cách hoạt họa đậm chất Gothic cùng hiệu ứng stop motion vốn làm nên tên tuổi cho Tim Burton cũng được áp dụng tối đa, cho ra đời những thước phim có độ trễ nhất định, tính tả thực được chi tiết hóa, trở nên sống động và mượt mà. Đáng chú ý nhất, chắc chắn phải kể đến cách các nhà làm phim đã xây dựng nhân vật Kozoma Emily của chúng ta. Từ trang phục đến cử chỉ đều toát lên sự thanh thoát đến mê hoặc. Lớp voan mềm mại trên chiếc váy cưới, mái tóc xõa lả lơi trong gió, hay giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Mọi chuyển động và biểu cảm của cô đều được mô tả đẹp như một áng thơ, chân thực đến nỗi khiến người xem tưởng như chạm được vào cô qua từng khung hình. Sự đầu tư của đội ngũ sáng tạo không chỉ dừng lại ở ấn tượng thị giác, phần nghe cũng là một điểm sáng làm nên thành công cho bộ phim. Tim Burton đã thận trọng giao phó quá trình lồng tiếng hai nhân vật chính của mình cho bộ đôi Johnny Depp và Helena Bonham Carter, cặp hình mẫu kinh điển đã quá quen thuộc trong các tác phẩm điện ảnh của Tim. Chúng ta không khó để hình dung ra sự tương đồng giữa Victoria và Emily trong cá tính của hai diễn viên. Một Victor ủ rột, khép kín được thổi hồn bởi chất giọng trầm lắng của Johnny, một Emily u buồn, đa sầu đa cảm được biến hóa linh hoạt qua từng câu thoại của Helena. Họ đã khéo léo kéo Victor và Emily đến gần hơn với khán giả, khơi dậy sự đồng cảm với nhân vật. Đặc biệt, nhiều câu thoại của Helena trong phim còn khiến mình thổn thức đến ngẩn ngơ. Mỗi câu nói của cô dâu ma Emily vang lên đều giống như một vết cắt trong nội tâm người xem. Helena đã thành công chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ được cảm nhận bằng mắt mà còn thông qua những chiêm nghiệm thanh âm. Âm nhạc cũng là yếu tố tạo nên tính truyền tải của bộ phim. Trong Corpse Bride, những giai điệu được sử dụng để bổ trợ cho phần nhìn, giúp tính thẩm mỹ được đẩy lên cao. Bộ phim vận dụng yếu tố nhạc kịch quen thuộc từng gắn bó với Tim Burton qua các tác phẩm như The Nightmare Before Christmas hay Charlie and the Chocolate Factory, dùng âm nhạc để kể chuyện một cách sống động và truyền cảm. Đặc biệt hơn, những bản nhạc trong phim cũng khá đa dạng về thể loại, từ nhạc jazz cổ điển đến những bản hát bè sôi động, nhưng tất cả đều đồng hành với bối cảnh, điều hướng cảm xúc của người xem theo một cách nhất quán. Điển hình nhất là khúc độc tố của Victor vào lần đầu ra mắt gia đình Everclore, lắng động và đầy suy tư như thể nói lên tâm trạng của anh trong thế giới thực tại thê lương, hay đoạn nhạc kịch hân hoan, rộn ràng chào đón Victor đến với cõi âm đầy màu sắc, kết hợp với cách truyền tải thú vị và màu sắc điện ảnh độc đáo. Âm thanh trong Corpse Bride hoàn thành trọn vẹn vai trò kết nối khán giả với cốt truyện, trở thành chất xúc tác đẩy cảm xúc của cả người xem lẫn nhân vật lên cao một cách rất tự nhiên.
Trên đây là toàn bộ những đánh giá và nhận xét của Way2Way Cartoon về Corpse Bride, một trong những animation hội tụ đầy đủ phong cách làm phim tinh quái của Tim Burton. Với một thông điệp nhân văn được dẫn dắt không hề khiên cưỡng bởi nội dung thuyết phục thị hiếu, bộ phim dễ dàng chạm đến fan hâm mộ điện ảnh dù mang đậm chất liệu cổ điển. Corpse Bride khép lại với vô vàn bồi hồi, vừa nuối tiếc cũng vừa mãn nguyện. Không chỉ là một bộ phim, nó còn là minh chứng cho chân lý tình yêu vượt lên cả quy luật sinh tử và nghịch cảnh số phận. Mình tin chắc rằng Corpse Bride sẽ luôn là gợi ý tuyệt vời cho mùa Halloween. Nếu các bạn muốn Way2Way phân tích thêm bộ fantasy animation độc lạ nào khác, đừng ngại để lại comment cho chúng mình biết nhé. Và giờ thì Way2Way out.